Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Cà phê Liên Minh. Thời gian gần đây, bên cạnh sự xuất hiện của Wen và được nâng cấp Ramos, kế hoạch mở rộng bể tướng rừng cũng rất được quan tâm. Thậm chí chuyên gia phân tích LS đã chơi thử và đưa ra nhận xét đầu tiên về các tướng nằm trong kế hoạch kể trên của Riot. Tôi đã thử nghiệm các vị tướng đi rừng mới được nâng cấp trong khoảng 1 tiếng rưỡi. Trong đó, Morgana là tướng khiến tôi ấn tượng nhất. Không thể chờ tới lúc được chơi cô ấy trên stream được. Kế đến, tốc độ farm rừng của Darius đã được tăng lên như tôi dự đoán, nên hy vọng rằng tướng này sẽ phát triển tốt hơn trong chế độ xếp hạng. Bên cạnh đấy thì Zed vẫn tỏ ra khá yếu vì rất khó để xử lý nhân vật này khi chơi vị trí đi rừng. Tiếp theo, đến lượt trợ lý huấn luyện viên của Fnatic là Tonki chia sẻ. Thực ra thì Diana đã là tướng có khả năng farm rừng khá nhanh trong số các nhân vật gây sát thương phép từ trước khi bản 11.8 được cập nhật. Tôi nghĩ việc Riot buff Diana là một quyết định không hợp lý. Nếu bạn nào không biết, đây không phải lần đầu tiên Riot đem đến rất nhiều thay đổi cho vị trí đi rừng. Sau thất bại ở giai đoạn đầu mùa 10, đội ngũ phát triển đã quyết tâm tăng sức mạnh cho vài tướng để chúng có thể được chơi ở vị trí này. Những tướng như Darius, Diana, Morgana, Mordekaiser và Zed là những cái tên được lựa chọn ở đợt thử nghiệm. Trong số 5 tướng ở trên, Diana đang là cái tên được hưởng lợi nhiều nhất từ đợt buff sức mạnh này. Trước đây, Diana cũng từng được chơi vị trí đi rừng, nhưng các đợt giảm sức mạnh và cập nhật của Liên Minh đã khiến Diana đánh mất vị thế trong khu rừng. Hiện tại, Diana đang giữ cho mình tỷ lệ thắng là 51,62%, cùng tỷ lệ chọn lên tới 12,46%. Chính vì vậy, ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách phát huy tối đa sức mạnh và khả năng của Diana ở vị trí đi rừng các bạn nhé! Đánh giá tổng quan về sức mạnh của Diana ở vị trí đi rừng. Cô nàng là tướng được ưu ái nhất khi khả năng dọn rừng đã tốt hơn rất nhiều. Nội tại Diana giờ đây sẽ gây 300% sát thương lên quái và tốc đánh cộng thêm ở giai đoạn đầu cũng được tăng từ 10 lên 20%. Thay đổi này giúp Diana đẩy nhanh tốc độ ăn rừng của mình và có thể thiết lập các tình huống đi gank từ sớm. Bộ kỹ năng Diana cho phép cô có thể dễ dàng thiết lập các tình huống đi gank với việc tận dụng combo Q, E. Chiêu cuối Diana cũng là công cụ mở giao tranh cực kỳ hiệu quả. Không những vậy, Diana còn có thể nhanh chóng dồn chết kẻ địch nếu sử dụng chúng các chiêu thức quan trọng. Như đã nói, Diana từng là tướng đi rừng vô cùng ổn áp của Liên Minh. Cô thể hiện sự mạnh mẽ và đi gank nguy hiểm với khả năng đu bám vào đối thủ ngay từ sớm. Thậm chí vấn đề duy nhất của Diana cũ khi đi rừng là cơ động thấp trước cấp 6 đã được giải quyết. Đồng thời khả năng farm rừng được tăng lên thì tướng này đã mạnh hơn rất nhiều. Tóm lại chúng ta dễ dàng nhận thấy, Diana là một sát thủ tuyệt vời nhờ lượng sát thương bùng nổ lớn với Q và chiêu cuối. Bên cạnh đấy, cô cũng được xếp vào dạng tướng mở giao tranh tuyệt vời, có thể bắt lẻ và khiến các carry địch out combat ngay lập tức. Cuối cùng, Diana sẽ bổ sung một nguồn sát thương phép khổng lồ nếu các vị trí khác thiếu hụt khả năng dứt điểm con mồi. Tuy nhiên, đã có ưu thì chắc chắn phải có nhược điểm. Đầu tiên chính là việc máu giấy và dễ bị hạ gục nhanh chóng, nhất là khi meta đang thiên về các tướng chống chịu và nhiều hiệu ứng khống chế, thì việc đánh mất lợi thế từ sớm sẽ rất khó gượng lại. Đặc biệt, bộ kỹ năng Diana không đem lại khả năng đào tẩu nếu gặp nguy hiểm, do đó tốc biến là công cụ thoát hiểm duy nhất. Sau cùng, giống như hầu hết các con bài mang thiên hướng sát thủ AP, Diana đòi hỏi người chơi cần am hiểu về thứ tự combo để có thể gây được lượng sát thương tốt nhất trong giao tranh. Những ưu và nhược điểm này vẫn luôn tồn tại, nhưng không còn nhiều trong bản cập nhật vừa qua. Sự khác biệt là khả năng giao tranh của Diana sẽ hiệu quả hơn khi chiêu cuối gây được sát thương lên nhiều tướng địch. Đây là một gợi ý hoàn hảo cho combo Diana-Yasuo, vì cú kéo của Diana sẽ hỗ trợ chiêu cuối của Yasuo. Và khi Yasuo đáp xuống thì kết quả ai cũng có thể tưởng tượng được. Chuyển sang phần bảng ngọc. Ở nhánh chính chuẩn xác, điểm ngọc siêu cấp phù hợp nhất cho Diana sẽ là chinh phục, khi nó giúp cô gia tăng sức mạnh trong các pha tay đôi ở đầu trận. Một điều các bạn nên lưu ý, Diana cũng là tướng có thể tích chinh phục cực kỳ nhanh, nên cô sẽ có được lợi thế trong những màn solo về địch. Kế đến, hiện diện trí tuệ giúp Diana bổ sung thêm cơ chế hồi mana để spam kỹ năng. Trong khi đó, huyền thoại tốc độ đánh và nhát chém ân huệ sẽ cung cấp khả năng tay đôi và hạ gục con mồi nhanh hơn. Đối với nhánh phụ áp đảo, tác động bất chợt sẽ cộng thêm một chút sát thương, và thợ săn tham lam cung cấp chỉ số hút máu toàn phần cho Diana. Như vậy, ở vị trí đi rừng, chinh phục vẫn là lựa chọn số 1 bởi khả năng áp đảo đối phương nhờ lượng sát thương cùng khả năng hồi phục cực mạnh từ viên ngọc này. Do đó, nếu các bạn có thể kết hợp tốt điểm chinh phục với combo chớp nhoáng của Diana trong các giao tranh dài hơi ở cuối trận,
thì chắc chắn cô nàng sẽ không khác gì một sát thủ khát máu thực sự. Tiếp theo, chúng ta cùng tìm hiểu về bộ trang bị của Dyna đi rừng. Đầu tiên, dao găm thiên thạch sẽ là món khởi đầu của Dyna. Bên cạnh đấy, các bạn hãy loại bỏ tư duy lên đồ an toàn giống lúc đi đường dựa đi nhé. Hãy lên nhiều sát thương nhất để hạ gục kẻ địch. Lối chơi Dyna đi rừng khá giống Echo. Bạn cần snowball trận đấu và lên quá nhiều đồ an toàn không đáp ứng điều này. Do đó chúng ta cần bộ trang bị giúp Dyna one shot one kill nhanh nhất có thể. Trong đó, lưỡi hái bóng đêm là món đồ thần thoại phù hợp nhất cho Dyna khi vừa cung cấp cả chỉ số AP lẫn tốc độ di chuyển. Sau khi có được món này, các bạn hãy lên cho mình nanh Nature để gia tăng khả năng tay đôi. Ngoài ra, song kiếm tai ương cũng là lựa chọn không tồi. Đây là một vật phẩm rất cần thiết cho Dyna khi cô cần lao vào và kết liễu mục tiêu yếu ớt ngay lập tức. Tuy nhiên, bạn cần phải có được một chỉ số sức mạnh phép thuật tốt trước khi bắt đầu build trang bị này. Ngoài ra, cũng đừng quên mua giày pháp sư nhé. Với những món cuối, bạn có thể lên đồ có thiên hướng phòng thủ một chút cũng được, như đồng hồ cát hay là quỷ thư, để Dyna trụ lại lâu hơn trong combat. Bên cạnh đấy, mũ phù thủy là vật phẩm quen thuộc của tất cả các pháp sư, khi lượng AP bạn nhận được là rất lớn ở cuối trận. Nhìn chung, lối xây dựng trang bị cho Dyna đi rừng sẽ khiến tướng này gia tăng rất mạnh sát thương và khả năng đấu tay đôi. Tiếp theo là cách nâng chiêu. Trăng lưỡi liềm là kỹ năng gây sát thương chính và dọn quái, do vậy cần lên tối đa đầu tiên. Kế đến, thác bạc vừa có thể gây sát thương, vừa tạo lá chắn bảo vệ cô, cần nâng tối đa thứ hai sau quỳ. Trong khi đấy, trăng non chỉ cần nâng một điểm ban đầu và nâng tối đa sau cùng, giúp Dyna làm chậm kẻ địch và tăng tốc đánh. Cuối cùng, chiêu cuối, trăng mờ vẫn tăng đúng cấp độ. Mặc dù chiêu quy nâng tối đa đầu tiên, tuy nhiên ở cấp 1, bạn nên nâng cho mình chiêu W để vừa có khả năng gây sát thương lan, vừa có thêm chút khiên trụ lại khi farm rừng. Dyna nên khởi đầu ở nửa rừng phía bùa xanh để có thể thu về lượng tiền và kinh nghiệm cần thiết cho những cấp độ đầu. Khi farm rừng, hãy tận dụng nội tại để có thể dọn quái nhanh và hiệu quả nhé. Sau khi ăn cua kỳ cục, hãy quyết định xem bạn muốn đi gank sớm hay tiếp tục xoay tua đi rừng. Vì những thay đổi cho mặt cập nhật mới đối với Dyna, bạn có thể đi gank sớm hơn cho đồng đội sau khi đã có cho mình kỹ năng E ở level 3. Một lưu ý nhỏ, đó là dùng Q để có thêm tầm nhìn của bãi quái và dùng E ngay sau đấy giúp bạn di chuyển vượt địa hình một cách dễ dàng. Sau khi hoàn thành vòng rừng đầu tiên, các bạn cũng có thể lên trước cho mình giày pháp sư để bổ sung lượng tốc độ di chuyển cần thiết, cùng khả năng xuyên kháng phép để farm rừng cũng như gây sát thương lên địch tốt hơn. Về lối chơi, điều quan trọng nhất khi dùng Dyna là phải tung Q trúng mục tiêu. Khi dùng Q trúng và lao vào với E, chiêu này sẽ ngay lập tức hồi lại và người chơi có thể tận dụng điều này để tiếp cận kẻ địch. Trước khi lao vào với E, bạn nên kích W trước để chiêu này có thể phát nổ và tạo lượng khiên cần thiết. Chiêu cuối Dyna cũng rất quan trọng khi nó có thể làm thay đổi cục diện của cả một giao tranh. Càng nhiều mục tiêu bị hút vào tầm sử dụng, chiêu cuối sẽ càng gây ra nhiều sát thương. Bạn có thể kết hợp chiêu cuối cùng E hoặc tốc biến để gây bất ngờ cho kẻ địch và khiến chúng rơi vào bẫy của mình. Sau cùng, việc dùng E hợp lý cũng là điều bạn cần để ý khi chơi Dyna, bởi chiêu này có thời gian hồi chiêu tương đối lâu. Việc không có E trong những tình huống quan trọng đôi lúc sẽ khiến Dyna phải trả giá. Vừa rồi là toàn bộ nội dung về lối chơi Dyna đi rừng mùa 11. Mình hy vọng với các thông tin ở trên sẽ giúp bạn có thêm kiến thức bổ ích về những lối chơi thú vị đang được nhiều cao thủ đến từ xứ sở kim chi tin tưởng sử dụng. Những ưu điểm của việc áp dụng lối chơi này thì đã quá rõ ràng. Tuy nhiên, để có thể đạt được hiệu quả thì các bạn phải thực sự hiểu rõ vị tướng mình đang chơi. Cuối cùng, sau khi xong video, các bạn có suy nghĩ gì? Hãy để lại ý kiến cho Cà Phê Liên Minh được biết. Và đừng quên like, share cũng như subscribe, bởi vì nó free nhá. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.